Ok, hello mấy ông, vẫn là tôi và tôi đã quay trở lại rồi đây. Như mọi khi thì hôm nay vẫn sẽ là thông tin về tựa game Genshin Impact. Trong lúc mà người ta đang làm về Ganju thì thôi tôi không có đủ nha. Và thông tin đầu tiên của ngày hôm nay có vẻ là một thông tin đã có lẽ là chắc chắn là ở trong phiên bản 1.3 sẽ diễn ra sự kiện hoa đăng của Li Wei. Và điều mà mọi người muốn biết cũng như là đang phân vân rất nhiều đó là ở phiên bản 1.4 liệu nó có ra Inazuma hay là không, hay là như một số lời đồn phải đợi đến phiên bản 1.6 thì nó mới ra. Thì nếu như đây là một tựa game chú trọng về cốt truyện của game thì chắc chắn là phiên bản 1.4 cũng sẽ giống như phiên bản 1.3, tức là sẽ có sự kiện được tổ chức theo lễ hội của vùng đất. Thì cái sự kiện hoa đăng hay là lễ hội lồng đèn, cái cách gọi thì tôi không biết cụ thể, tuy nhiên là nó đều chỉ một lễ hội thôi. Đó là một lễ hội hàng năm của cảng Liyue. Người dân ở nơi này sẽ thắp lên những ngọn đèn khổng minh và thả chúng bay lượn trên bầu trời kèm theo những ước nguyện của bản thân mình, và có thể chúng sẽ trở thành hiện thực. Và tại sự kiện của lễ hội này sẽ có liên quan đến vị hộ pháp Dạ Xoa Xiao, và những cái đèn mà được thả lên bầu trời đó người ta gọi là đèn lồng Xiao. Mấy ông hết tên để đặt rồi à? Thì theo đó, sau khi mà kết thúc hội đèn lồng ở Liyue thì sẽ đến lễ hội gió ở Mondstadt, và với cái tên được phiên âm tiếng Việt từ chính miHoYo là lễ đánh cầu. Lễ hội này sẽ diễn ra trong 15 ngày, bao gồm các hoạt động vui chơi cùng với những cửa hàng đặc biệt được mở bán. Tôi không biết là cái lễ hội này nó có gì hay không, nhưng mà cũng khá là đáng mong chờ đấy nhở. Chắc là cũng vừa lúc mà tôi đang ôn thi. Ok, thì là như vậy đó. Ở phiên bản 1.4 có thể sẽ là về sự kiện. Vậy còn phiên bản 1.5 thì sao nào? Nếu như mà anh em tinh ý ở trong tựa game thì anh em đã có thể thấy được khu vực mới ở trong game. Tuy nhiên là bây giờ anh em vẫn chưa bước qua được đâu. Ở hướng 7 giờ của Liyue, gần cửa biển Thanh Hư, có một khu vực tên là vực đá sâu. Khu vực này đã được tôi đề cập ở trên video trước rồi. Tuy nhiên là tôi không biết nó có phải là thật hay không, hay chỉ là lời đồn nên là không dám chắc chắn. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là mọi thứ ok rồi. Bởi vì cũng giống như là khu vực Long Tích Tuyết Sơn, sau khi mà đã hoàn thành xong thì tên của địa điểm sẽ được cập nhật ở trên bản đồ, nên là tỷ lệ rất lớn là khu vực vực đá sâu sẽ được thêm vào tựa game. Tuy nhiên là tôi đang phân vân đó là nó sẽ xuất hiện ở phiên bản 1.4 trước lễ hội, hay là sẽ xuất hiện ở phiên bản 1.5 sau lễ hội. Cái này thì chắc là chờ thêm thời gian để mà xác nhận nha. Biết đâu vui vui thì nó thêm vô phiên bản 1.3 luôn thì sao. Ok ok, được rồi, thì thông tin của ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi. Anh em thấy video như thế nào? Nếu có gì thắc mắc thì nhớ comment ở phía bên dưới, tôi sẽ trả lời ở video sau. Còn nếu mà muốn tôi làm về chủ đề gì thì cũng nhớ comment ở phía bên dưới nha. Ok, còn bây giờ như mọi khi, rất cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu như mà thấy video hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh để giúp mình đạt được 10.000. Ủa? Kênh mua đủ 10.000 rồi. Thôi, 15.000 người đăng ký nha. Ok, bây giờ xin chào và tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.